Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái cách vẽ một cái quả bóng ở trong CorelDRAW với hiệu ứng Lens Effect. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Để vẽ quả bóng thì trước hết là chúng ta cần phải vẽ các cái múi da của quả bóng. Mà các cái múi này thì thông thường các bạn biết là nó là hình lục lăng. Do đó công cụ đầu tiên mà chúng ta gọi tới là công cụ Polygon. Chúng ta nhấn chọn công cụ Polygon trong hộp công cụ hoặc nhấn phím Y dài để chọn nó. Sau đó thì chúng ta nhấn giữ phím Control và kiểm tra xem là cái trên thanh Property này thì cái con số các cạnh của cái đa giác này thì nó đã là 6 hay chưa. Nếu chưa phải là 6 thì các bạn hãy điền con số 6 vào đây và sau đó thì quay trở lại trang vẽ, nhấn giữ phím Control và chúng ta vẽ ra một cái hình lục lăng đều như thế này. Sau khi vẽ xong thì chúng ta bắt đầu tô màu cho nó một cái màu ghi như thế này. Kế tiếp chúng ta nhấn giữ phím Control và bấm vào một cái điểm điều khiển ở bên hông này và lật nó sang bên. Sau đó nhấn giữ phím Control, nhấn giữ chuột trái và nhấp chuột phải thêm một lần để tạo ra bản sao. Và chúng ta lặp lại cái thao tác này bằng cách nhấn Ctrl R vài lần để tạo thêm một vài bản sao khác. Sau đó thì cùng nhau chúng ta quét chọn toàn bộ các cái hình mà chúng ta vừa làm. Kiểm tra lại trên thanh Standard cái chế độ Snap Off Step này thì nó đã bật hay chưa. Nếu đang off thì chúng ta bấm vào để on nó lên. Và kế tiếp thì chúng ta nhấn F2, phóng lớn cái khu vực này lên một chút. Sau đó đưa chuột vào làm sao cho nó trúng vào cái phần nhọn của cái hình lục lăng này và nó hiện lên cái chữ nốt thì chúng ta bấm và giữ. Sau đó thì nhấp chuột và kéo nó lên. Kéo cho tới khi nào mà nó bắt được cái điểm nốt ở đây thì chúng ta giữ chuột trái và nhấp thêm chuột phải một lần để nhân bản. Như vậy là chúng ta nhân bản lên được khá nhiều các cái hình lục lăng. Lặp lại thao tác này vài lần nữa bằng cách nhấn Ctrl R. Đến đây thì chúng ta đã có tương đối nhiều cái hình lục lăng để chúng ta có thể bắt tay vào tạo quả bóng. Nhưng trước hết thì chúng ta cần phải tô thêm màu cho một số ô. Chúng ta chọn một ô này, ví dụ đây, chúng ta nhấp tô màu. Kế tiếp thì chúng ta tô tiếp như sau. Các bạn nhận thấy nó sẽ tạo thành những cái bông hoa sáu cánh như thế này. Với cái phần tâm của nó sẽ là màu đen. Chúng ta tô một số các cái ô như thế này để làm thành các cái miếng da để tạo ra cái quả bóng. Không nhất thiết là phải tô hết nhé. Tô một phần thôi cũng được. Rồi, đến đây. Tôi nghĩ là một vài miếng thế này là cũng tương đối đủ để chúng ta có thể làm rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang công cụ thứ hai là công cụ Ellipse. Nhấn giữ phím Control và chúng ta kéo vẽ ra một hình tròn như thế này. Sau đó thì chuyển về công cụ Pick và chúng ta kéo thẳng vào đây. Đặt nó vào một cái vị trí. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ gọi cái lens ra. Nếu các bạn nhìn thấy lens ở đây thì các bạn bấm vào cái thẻ lens này. Hoặc nếu chưa thấy thì các bạn vào Effect. Trong Effect này các bạn nhấn chọn Lens hay là các bạn nhấn Alt F3 nhé. Thì khi các bạn mở Lens ra thì nó sẽ hiện ra cái panel như thế này. Và bằng cách là chọn cái hình tròn đồng thời là sổ danh sách này ra. Các bạn chọn cho nó cái thuộc tính là fisheye để tạo ra cái thấu kính lồi mắt cá. Thì cái thấu kính này nó sẽ bắt những cái hình mà bên dưới nó và làm nó lồi lên trông giống như là quan sát ở trong cái thấu kính mắt cá như thế này. Và cái việc này nó sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy các cái hình lục lăng mà chúng ta vừa làm. Nó cầu lên, nó lồi lên trông giống như là chúng ta đang có một quả ống. Điều chỉnh kích thước để cho lấy được cái phần mà chúng ta mong muốn. Sau đó thì các bạn hãy bật cho tôi cái tính năng là Frozen. Cái tính năng Frozen bật lên ấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là đây, các bạn nên tắt cái chế độ Snap đi nhé. Vẽ xong, vừa nãy vẽ xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tắt Snap đi để đảm bảo rằng là chúng ta lôi kéo từng tí một đi và vẫn lấy được đúng cái phần mà chúng ta muốn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta bật cái chế độ Frozen lên để cho nó đóng băng những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy. Nó tạo ra cái hình cầu như thế nào thì nó sẽ đóng băng và nó sẽ tem theo những cái phần hình ảnh đó theo cái thấu kính này. Chúng ta nhắc nó ra thì chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ những cái phần mà tạo ra cái hiệu ứng trong cầu lồi lên như thế này nó sẽ đi theo cái thấu kính của chúng ta. Đến đây thì chúng ta không cần cái này nữa, các bạn có thể xóa bỏ nó đi, chọn là xóa bỏ hết đi, và chúng ta xử lý tiếp quả bóng này làm sao trông cho nó giống như là cái quả bóng thật. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ kích chuột vào đây, chúng ta chọn để biết được là cái kích thước của nó cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu, thì các bạn có thể bôi đen thế này để các bạn lấy cái tham số nhé. Chuột phải vào đây, copy. Sau đó thì các bạn vẽ tiếp cho tôi một cái hình tròn tiếp theo. Giữ Ctrl nhé, nhớ giữ Ctrl. Sau khi làm xong thì các bạn lại nhấp vào đây và các bạn dán cái kích thước vừa rồi vào. Enter. Thì cái kích thước của hình này với hình này nó là một, giống nhau. Các bạn tô cho cái hình này màu đen và gióng hàng, chọn cả hai cái nhé, giữ Shift nhé, C, E để nó gióng đè vào nhau. Thế thì lúc này thì cái hình đen nó nằm bên trên, nó che thì chúng ta không nhìn thấy cái quả bóng nữa. Tuy nhiên cái này sẽ được sử dụng để tạo ra một cái sáng tối cho quả bóng. Thì chúng ta sẽ chọn cái hình đen ở phía trên. Lúc này các bạn bấm vào cái công cụ hiệu ứng Transparency Tool. Sau đó thì các bạn nhìn lên trên thanh Property và bấm vào cái Fountain Transparency. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng gọi là trong suốt nhưng mà đầu trong và đầu không trong. Thế thì chúng ta sẽ xoay trở nó như thế này. Bấm và xoay trở như thế này để chúng ta kéo một cái đầu tối về phía dưới và cái đầu sáng lên phía trên. Bằng cách hiệu chỉnh như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái sự sáng tối khác nhau. Cái tối nó nằm ở phía dưới, giống như là chúng ta sẽ có một cái nguồn sáng chiếu từ trên xuống và làm sáng phía trên, còn phía dưới này bắt ít ánh sáng thì nó tối. Thì chúng ta sẽ thấy là cái quả bóng này trông nó sẽ tròn hơn, nó căng hơn so với vừa nãy. Kế tiếp nữa, để cho nó trông khá là giống với thực tế thì chúng ta sẽ tạo cái bóng cho nó bằng cách là chúng ta vẽ ra một cái hình như thế này. Đây, hình to đây, hình to như thế này, làm cái bóng. Hình này chúng ta sẽ tô cho nó màu trắng. Sau đó thì chúng ta thu tiếp vào, giữ Shift, thu tiếp vào tâm. Một hình nhỏ thôi, chuột phải. Đấy nhá, giữ Shift này, kéo ở góc này, chuột phải để nhân bản, sau đó chúng ta tô cho nó màu đen. Chúng ta sẽ chọn cả hai cái này và chúng ta hủy bỏ cái đường viền đi bằng cách là nhấp chuột phải vào đây. Sau đó thì chúng ta sử dụng cái công cụ hiệu ứng blend vào cái phần đen này và kéo sang cái phần trắng rồi. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái trông giống bóng mờ như thế này. Hãy nhìn lên đây. Thì cái bước blend này nó chỉ là 20 bước thôi. Thì những cái bóng này trông nó vẫn rất là thô. chúng ta có thể tăng lên rất là cao, 250 bước chẳng hạn, hoặc 200 bước chẳng hạn, thì cho nó thật là mịn. Và sau đó thì chúng ta giữ Shift P down, nhấn Shift P down để đưa nó xuống thấp. Khi nó xuống thấp rồi thì chúng ta có thể đặt cái quả bóng vào đây. Đây, chúng ta chọn, quét chọn cả quả bóng nhé, và group vào để chúng ta lấy cái quả bóng với lại cái phần ánh sáng của nó. Các bạn đặt vào đây. Cần thiết thì chúng ta có thể là hiệu chỉnh thêm một tí. Chúng ta bấm vào cái blend này, chúng ta hiệu chỉnh. Sao cho giống cái bóng ở phía dưới. Nếu thích nữa thì các bạn có thể là bấm vào cái blend này, các bạn chọn cái tùy chọn là show start hoặc show ends để các bạn tìm một trong hai cái hình gốc ban đầu của nó. Sau đó thì các bạn có thể điều chỉnh. Rồi, đến đây thì chúng ta tạm thời chấp nhận thế này nhé. Và chúng ta quét chọn cả hai, chúng ta đặt nó vào trong cái môi trường cái trang giấy như thế này. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ làm cái nền cho nó. Thì chúng ta có thể là nhấp đúp vào công cụ Rectangle này để chúng ta tạo ra một cái khung hình chữ nhật, và nó nằm ở bên dưới, to bằng đúng trang giấy như thế này. Trước hết là chúng ta tô cho nó một cái nền sẫm như thế này đã, để chúng ta tạo thành cái nền phía sau. Sau đó thì chúng ta bấm chọn vào cái công cụ là Interactive này, và chúng ta làm thành tô chuyển. Đến đây tôi tô chéo một chút để mô phỏng với cái ánh sáng phía trên xuống như thế này. Và tôi sẽ đổi cái màu này thành ra màu xanh này cho sáng ở phía trên và sẫm ở phía dưới. Tôi nhấp đúp vào đây để tạo thêm một cái điểm tô màu nữa, và tô tiếp cái màu sẫm này để cho màu sẫm nó chạy tương đối sâu xuống đây. Kế tiếp chúng ta điều chỉnh một chút cái bóng này. Cái blend này thì chúng ta chỉ cái blend ở cái phần đen và phần trắng ở ngoài. Và bây giờ thì nó tương đối là cứng. Vậy thì chúng ta sẽ làm lại một bước như thế này nhé. Chúng ta chọn cái blend này và chúng ta chọn lại là cái show start để chúng ta chọn cái bên ngoài. Bây giờ tôi bấm vào đây để cho nó hòa trộn cái màu giống như là cái màu nền. Thì bây giờ nó tương đối mềm, nhưng mà cái bóng như thế này thì trông nó không có ấn tượng lắm. Tôi sẽ làm cho nó một tầng bóng nữa, nó giống cái màu sáng này. Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta chọn lại vào đây và chúng ta bấm vào, chúng ta chọn một cái lệnh gọi là lệnh split. Lệnh này cho phép chúng ta tạo thêm một cái điểm điều khiển nữa để chúng ta đưa thêm một màu vào. Thì các bạn bấm vào đây. Sau khi bấm chọn và phong cấp cho một cái đối tượng ở trong này thành ra một cái cấp chỉ huy để chúng ta có thể thêm màu, thì các bạn bấm vào cái màu sáng. Thế lúc này nó sẽ thêm một cái màu sáng vào trong này, và chúng ta sẽ có một cái bóng mà nó vừa có cái màu sẫm ở đây, vừa có cái màu sáng ở đây, vừa có màu tối. Kế tiếp thì chúng ta nhấp chọn công cụ text, chúng ta click vào đây để chúng ta tạo ra một cái văn bản. Trước hết là chúng ta có thể là gõ cái nội dung, ví dụ như là chúng ta gõ Quata chẳng hạn. Rồi, sau đó thì chúng ta đổi cho nó sang một cái phông Astronomood, trông nó sẽ tương đối là đặc biệt một tí như thế này. Và các bạn có thể là cho nó lớn lên như thế này chẳng hạn. Sau đó thì chúng ta lại kéo xuống, chuột phải, nhân bản lên và chúng ta gõ lại sang đây thành 2022. 2022. Tôi sẽ tô cái này là màu trắng. Chúng ta gióng hàng vào cái này. Giữa nhé. C này. Cái thằng này cũng thế, giữa C. Và chúng ta sẽ thêm có thể là điều chỉnh cho nó to nhỏ một chút cho nó phù hợp. Sau đó thì tôi bấm chọn riêng vào cái phần chữ Quata này. Chúng ta sẽ bấm tiếp vào cái phần công cụ này để chúng ta tìm cái công tua. Sau khi tìm công tua thì chúng ta bấm chọn vào cái phần outside công tua. Bấm số 1 để chúng ta tạo ra một cái viền bên ngoài thôi. Và điều khiển cái độ dày mỏng của nó bằng cách là bấm vào đây. Để chúng ta sẽ có một cái viền cho cái chữ này. Muốn màu gì thì các bạn bấm vào đây để các bạn thay màu nhé. Thì đến đây, cái chữ tạm thời chúng ta có thể chấp nhận lên đây. Việc tiếp theo thì chúng ta sẽ co kéo và chúng ta thay đổi cái kích thước của cái này một chút. Đây, 760 thì chúng ta cũng sẽ cho cái thằng này là 760 nhé. Các bạn mở khóa cho cái này và gõ 760 vào đây. Để cho nó kích thước của nó thì trên dưới nó như nhau thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn cái công cụ là Shape Tool. Nhấn giữ phím Control, chúng ta co cái này lại. Bên này cũng vậy. Các bạn có thể là xử lý tiếp bằng cách là điều khiển lên hay xuống một tí để chúng ta điều chỉnh lại kích thước cũng như tỷ lệ ở trong này. Quét chọn này. Ở đây hình như là đang có một chút cái gì đó đang không được chính xác lắm ở chỗ này rồi. Chúng ta có một cái hình bị chạy ra ngoài. Cái lúc mà chúng ta nhắc ra, đây, chúng ta giảm lại nó nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh thêm một chút như sau. Quét chọn cái này và chúng ta hạ lên xuống, điều chỉnh lại kích thước và vị trí một tí. Ví dụ cái này có thể là hơi lớn thì chúng ta có thể là điều chỉnh xuống nhỏ thêm một tí. Ví dụ. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Các bạn bấm ra ngoài nhé. Và ở những cái phiên bản mới thì các bạn sẽ có thêm một cái chế độ gọi là cái Auto Fit. Bấm vào đây. Thì các bạn có thể là auto fit để cho cái trang. Và đây là kết quả cuối cùng. Cái quả bóng thì đã được tạo ra khá là dễ dàng bằng một vài công cụ và một vài cái hiệu ứng ở trong CorelDRAW. Và thông qua một cái hướng dẫn ngắn nhỏ nhỏ như này thì chúng ta đã tạo ra được một cái thiết kế con coi như là lấy cảm hứng cho cái mùa World Cup Qatar 2022.